Chào New York, mến chào cả nhà. Bữa nay đi chụp MRI, tức là chụp em trai á, bây giờ ra rồi. Bây giờ ghé tiệm thuốc tây thì phiêu thuốc một cái rồi cái xong rồi cái đi lại chỗ kia đi chỗ hẹn á. Hẹn con á đắng á. Rồi mình thấy bây giờ sẵn nó bước ra. Lấy rồi bước ra mình nè. Mình quay sơ chút xíu cho cả nhà thêm được món nào hay món mới nha. Ok. Cái gì sinh hoạt ở đây nó cái này là tòa án ha đâu nè. Chỗ này là cơ quan của chính phủ, không biết phải tòa án hay là giống dốt quý vị đó. Ở đây những người ở trong quê đó họ trồng đó, mùa hè này trồng được cái gì thì đem ra bán mấy bà sẵn á, trồng được cái gì thì đem ra bán cái nấy à. Dạ. Giờ mình cũng khách nặng quá, mình cũng hơi gán chứ đang mà quay chút xíu cho cả nhà xem trên đường đi á. Nè đó, trồng nó có cái thì đi nhổ lụm nữa đó, vậy đó. Đó cả nhà xem đó. Đây nè, đi quay từ từ ha. Đó, từ từ nè, đó. Ở đây taxi màu vàng. Nè đó. Cái này là nhà dền á, của dền, lá dền hả vậy. Nè, đó nè bông này mong gà hay gì đó. Nó cho người ta trồng đó, mà mùa này hết mùa rồi. Đó cả nhà thấy không? Đó, trong ruộng, trong quê. Như đây không? Nhà tàu mấy ngày nào không lắm. Thử qua nha, thử qua trồng ở nhà. Rồi để giá đỏ đỏ đó để mua bán. Thì cái chung giờ thấy thâm nổi rồi giờ không có mua được. Chắc thấy hủ qua mới mua hầm nữa quá. Đây nè, cây trồng giờ này là muốn hết mùa rồi. Đâu mua mới mua hầm ha. Nè, người tàu á. Này không biết nè. Xe pin bô lì xe pin băng lớn dữ vậy đó hả? Bô tưởng là tòa án gì chứ. Dốt. Bô lì đầu bô lì xe pin băng. Nhà băng lớn vậy đó cả nhà, chắc thôi đời. Rồi anh quốc vậy tới giờ xưa quá rồi. Đó bán chị đó. Bữa nay thấy rồi đi cũng thấy đỡ rồi đó. Nghe cả nhà thấy ăn đỡ rồi đó. Ở đây ta đợi xe quen gì đây à. Ở Quốc Lịch nó lợi cái ta chạy đi á, không phải ta phải đi lắm vậy. Cũng có 2.5 là rẻ hơn nữa. Đó, bây giờ mình tới đèn nhỏ tới nữa rồi. Dạ luôn. Mấy triệu nữa. Đợi xíu cái đèn này ra mới ra được. Ôi,
mua ba cái vụ xanh này. Sắp tặng quá. Hôm đó mua có 48 đâu à. Cái lên giá nó 50. Hồi mua giùm chị 6 á, 48 với 49. 50 bây giờ 51 rồi. Mà điều loại nhất rồi nha. Mua loại nhất à, không có mua loại nhì. Cái nhà thế thôi. Cô hỏi mình mua chứ mít đây nha. 2 đồng 6. Tháng sau này đi vườn bơm rồi. Ồ, ổ nè. Đâu? Dạ à. Mấy trái nhờ ngăn đó là mấy trái này đó. Như dày cơm cái lắm, mấy người đó không biết. Nè, như trái này là dày cơm lắm. Không có giỏi. Ok. Dừa nè. Nay Thái Lan rồi qua. Trái 2 đồng, 2 trái 3 đồng. Đó bí nè, khoai lang nè. Ở nhà quê đó hôm qua. Nó bán vậy đó, mà gói bánh nữa nè. Cả nhà thấy không? Cái 2 đồng mấy. Ở chỗ này cắt giá kì đây nè. Vật lý trị liệu. Nè đây em bán ba cái đồ nữa nè. Vậy nấu uống đó nè, bầu công anh nè. Đó, bầu công anh đó. Đây là cây này. Có cây gãy lưng nè, cái đất đó. À, có cây gãy lưng nè. Rồi đang dụng cụ nấu bếp. Xài lụng dụng rồi đó. Tao mua tiện không có đúng thế nha, bao thế luôn á, mình thích lắm. Cái này nó có bộ xin nó bữa tay rồi. Đó, cây gãy lưng. Cái đẹp dễ sợ luôn á. Cả nhà thấy không? Quá trời đẹp luôn á. Có ông này. Nè ông này ổng ha. Ông này ổng ấm bóp. Đây bán rau cải nè. Đó, rau cải bằng tơi này à, rau này à, làm như lâu giờ đây hàng hóa chạy cho nó biết sống sống là hà 4.5 ký là 10 đồng. Ở đây đây ngồi qua nè, 2.5 bao ngon quá, phải khách thấy nổi rồi. Mướt đậu phộng, mướt củ hành. Cái chỗ này lạ nè, chỗ này không gần, không có quay cái đường này đường khác nữa. Chỗ này đường khác không có hổm nữa, đường đen. Ồ ôi, bí ngon quá. Wow nè. Bí vàng da xanh nè. Trời, lát chắc phải quầy lại quá. Mua ba bí này quá trời ngon luôn. Nè. Cô hành nha, gần nó nhỏ thì mắc tiền gần lớn. Rồi trái su hào, ấy trái gì quá. Đây. Cái bí này là ấn tượng. À, da xanh rồi nó dòng nó vàng ra cả nhà. Quá trời ngon luôn, cái bí gọi đà. Ok. Cái đường này không gà không có quay. Chưa quay. Rồi nãy cái chưa quay, quay cho cả nhà xem thôi. Này hộp 2, hộp 2.5. Qua wow, trái lê. Trái lê 2 trái 5.5. Đẹp quá ha.
cái tiếp tiếp lại cái đào cái cu chi nè, đó là đồng sáo pha hai em long ổi bốn đồng bốn đồng cái này 2,5, cái này 2 trái 5 đồng nè. Lê này nước ngọt kia lắm á nè cả nhà ơi. Còn đây nè dớ rồi bán bạc không lì nè, con lì rồi chỉ có 1 đồng thôi, cái gì cũng bạc hết á. Chưa quay nè, chị lên, giờ tới, thấy ha, đây đây qua lộ được rồi, cái mình qua lộ, mấy đâu dầu nặng quá. Tay sách nha, sáu luôn hơi dầu nặng chết luôn rồi. Bự gì nè, ở nhà thấy không, từ bên kia qua cái đó bên đây á, quá trời luôn. Xe đậu quýt hết trơn, không thấy đường nào quay. Tính quay cái chỗ người ta bán đồ mà quay không được. Đậu quýt hết rồi. Đi qua lộn nữa. Đậu đâu hứa chỗ nằm hay thơm này, không biết con nó đậu chỗ nào rồi à, chắc cũng được chiếc xe này quá. À, ở đây nè, hai cha con đi đâu mất tiêu rồi. Đây xe trắng rồi nhớ là 1977 là nó nè. Xe ánh sát bảo vệ dân đó. Ok
cho người để tiền nè, mình đậu xe nè.